Tại thế kỷ 21, nếu bạn muốn di chuyển từ châu Á sang châu Âu, bạn chỉ cần book một vé máy bay và trong vòng 24 giờ là bạn sẽ đến nơi. Nhưng ở cách đây 500 năm, bạn không thể di chuyển theo cách này. Đơn giản là vì cách đây 500 năm chúng ta chưa chế ra máy bay. Bạn chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ. Nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai lục địa, mọi người cần tìm ra một tuyến đường thuận tiện. Ngay lúc đó, ông bác này đã xuất hiện. Ông ta quyết định nhổ neo ra biển để tìm ra con đường tới châu Á. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng chuyến đi này sẽ giúp ông trở thành idol và tên tuổi của ông ta sẽ được nhân loại ghi nhớ mãi mãi. Thế kỷ 15, sự giao thương và trao đổi hàng hóa giữa người châu Âu và người châu Á đã rất nhộn nhịp. Người châu Á sở hữu rất nhiều các loại sản vật quý như gia vị, thảo dược, vàng bạc và người châu Âu muốn mua chúng. Để có thể vận chuyển những thứ này tới châu Âu, họ phải đi theo một con đường nối từ châu Á sang châu Âu và con đường này được gọi là con đường tơ lụa. Tuy nhiên, năm 1453, gần khu vực Trung Đông xảy ra chiến tranh giữa hai vương quốc Ottoman và Byzantine. Người Ottoman theo đạo Hồi, người Byzantine theo đạo Cơ Đốc và hai vương quốc này rất ghét nhau. Vậy nên họ quyết định choảng nhau. Sau trận đấu, Ottoman chiến thắng và chiếm được thủ đô của Byzantine. Con đường tơ lụa đi qua Byzantine cũng bị người Ottoman kiểm soát. Người châu Âu nào theo đạo Cơ Đốc đều bị cấm đi qua con đường này. Vậy là đường giao thương giữa châu Á và châu Âu đã bị cắt đứt. Bây giờ sao? Tìm đường mới thôi. Christopher Columbus, một nhà hàng hải gốc Ý, ông được tiếp xúc với ngành hàng hải từ rất sớm và đã du hành từ phía Bắc Iceland cho đến phía Nam châu Phi. Ông ta đã nhận ra rằng, vì trái đất này là một quả cầu, nên thay vì đi về hướng Đông, đi về hướng Tây cũng có thể đến được châu Á. Sao không đề xuất kế hoạch này với nhà vua? Ý kiến hay! Vậy là Columbus đã gặp vua Bồ Đào Nha để trình bày ý tưởng. Nếu đi về hướng Tây bằng đường biển xuyên qua Đại Tây Dương, chúng ta có thể đến được châu Á. Nhưng mọi người ở thời đại này đều cho rằng trái đất là một mặt phẳng. Nếu cứ đi thẳng như vậy sẽ có lúc chúng ta sẽ bị rơi khỏi trái đất. Lão ta bốc phét đó, bệ hạ đừng tin. Vì vậy, đề xuất của Columbus bị từ chối. Sau đó, Columbus nhảy sang Anh để xin viện trợ nhưng cũng bị từ chối. Sau đó, ông bay sang Pháp và cũng bị từ chối. Sau đó, Columbus chạy sang Tây Ban Nha để gặp nhà vua Fernandi và nữ hoàng Isabella. Ở châu Á có rất nhiều vàng, nếu bệ hạ và nữ hoàng đồng ý tài trợ, thần hứa sẽ không để hai người thiệt thòi. Nàng thấy kèo này thế nào? Nữ hoàng cứ đồng ý đi, nếu ông ta mà đến được châu Á thật thì vàng bạc mình sẽ ăn, còn nhớ ông ta mà làm mồi cho cá mập thì mình cũng ảnh hưởng gì đâu. Vậy mà lấy đâu tiền ra để tài trợ cho lão ta? Thì mình truy thu của bọn dân đen. Ý kiến hay. Bọn ta đồng ý tài trợ, nhưng nếu kiếm được vàng, ta sẽ ăn 90%. Yay. Vậy là Columbus kêu gọi tài trợ thành công. Người dân trong vùng được lệnh phải cung cấp lương thực, vũ khí, các nhu yếu phẩm và thuyền buồm cho chuyến đi của Columbus. Ngoài ra, họ cũng được vận động để làm thuyền viên tham gia vào chuyến thám hiểm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đoàn thám hiểm Columbus bắt đầu xuất phát với 3 con tàu. Sau chuyến đi này, chắc chắn ta sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có. Hành trình diễn ra hết sức êm đềm. Khí hậu trong lành của Đại Tây Dương và những đàn cá mập trắng xinh đẹp đang tung tăng bơi lội khiến tâm hồn của ta cảm thấy thật thư giãn. Nhưng mà đã 2 tháng rồi chúng ta vẫn chưa thấy đất liền đâu. Thì cố gắng thêm vài tháng nữa kiểu gì chả thấy. Dạ như lương thực trên tàu đang dần cạn kiệt và bọn thủy thủ đang có dấu hiệu nổi điên ạ. Sau 2 tháng lênh đênh trên Đại Tây Dương, đoàn thám hiểm vẫn chưa tìm thấy điểm đến và họ bắt đầu có dấu hiệu lo lắng. Ê, đất liền kìa! Đâu? Làm gì có, em đùa mà. Được rồi, tao hứa là nếu trong vài ngày nữa mà không thấy đất liền thì chúng ta sẽ quay về. Nhưng kể cả có quay về Tây Ban Nha thì cũng phải mất thêm 2 tháng nữa. Các thủy thủ bắt đầu hoảng loạn. Có vẻ như mọi tính toán của Columbus đã chật hướng. Chẳng lẽ trái đất này không phải là hình cầu? Như vậy là chúng ta chuẩn bị rơi ra ngoài vũ trụ. Sao đánh em ạ? Cái gì vừa bay qua vậy? Dạ, là một con chim trông rất lạ thưa Đô Đốc. Chim à, vậy phải chăng là chúng ta sắp tới đất liền? Theo kịch bản thì đúng là như thế đấy ạ. Đất liền! Đâu? Lần này không đùa, sau 2 tháng lênh đênh trên Đại Tây Dương, họ thật sự đã tìm thấy một quần đảo. Đây chắc chắn là Ấn Độ, vậy là ta đã đến được châu Á. Dạ thưa Đô Đốc, đây không phải là Ấn Độ, theo Google Maps thì đây là... Ở thế kỷ 15 chưa có Google Maps. Thưa Đô Đốc, bọn em tìm thấy nhiều loại hoa quả lạ lắm ạ. Đây là quả gì? Đây là quả dứa, tiếng Anh đọc là pineapple. Còn đây? Đây là cà chua,
tiếng Anh đọc là tomato. Còn cái này là khoai tây ạ, tiếng Anh đọc là potato. Sao mày biết nhiều thế? Mấy quả này ở siêu thị gần nhà em người ta bán nhiều lắm. Còn cái này, cái này là dân bản địa. Đô đốc cẩn thận đấy, ở đây bọn nó đông lắm. Wow, đây chắc hẳn là người Ấn Độ. Trên thực tế, những thổ dân này thuộc bộ tộc Taino. Nhưng vì Columbus cho rằng hòn đảo này là Ấn Độ, nên ông đã nghĩ rằng những thổ dân này là người Ấn Độ. Sao cái gì mà anh biết nhỉ? Em tham khảo tài liệu nhiều nguồn lắm, mày yên tâm. Trông bọn này có vẻ lạc hậu. Chúng mày đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Tặng tụi mày đó. Bọn đó có vẻ rất thích cái chuông. Chuyện gì đấy? Bọn nó muốn tặng đô đốc mấy thứ này để trao đổi lấy cái chuông đó. Nhưng mà tao đâu cần mấy cái này. Giá mà có vàng. Ý của đô đốc là cái mà bọn nó đang đeo kia. Ừ. Đâu? Người Taino đeo một loại trang sức làm từ một loại kim loại mà người châu Âu rất thích. Đó chính là vàng. Ở đây có nhiều thứ kim loại này không? Cái gì? Thưa đô đốc, bọn nó bảo ở khu vực này có rất nhiều vàng ạ. Mày hiểu được ngôn ngữ của bọn nó à? Dạ không, em làm màu vậy thôi. Vậy là Columbus quyết định di chuyển tàu vòng quanh các quần đảo tại khu vực Trung Mỹ để tìm kiếm vàng. Trên đường đi, đoàn thám hiểm đã gặp rất nhiều các bộ tộc thổ dân khác, bộ tộc Lucayan, bộ tộc Arawak, bộ tộc ăn thịt người. Và họ đã choảng nhau vài trận với thổ dân ở đây. Sau đó, đoàn thám hiểm đã cập bến một hòn đảo. Có lẽ đây là Trung Quốc, mau đi tìm xem Vạn Lý Trường Thành ở đâu. Trên thực tế, đây là Cuba. Đoàn thám hiểm tiếp tục di chuyển và cập bến một hòn đảo khác. Ta sẽ đặt tên cho hòn đảo này là Hispaniola. Sau khi đi vòng quanh 3 hòn đảo, Columbus đã thực sự tìm được vàng. Nhưng không nhiều lắm. Bằng này cũng đủ để chứng minh với nữ hoàng là chuyến khám phá của chúng ta đã thành công. Columbus quyết định kết thúc cuộc hành trình và quay về Tây Ban Nha. Tuy nhiên sao? Một cơn bão đột nhiên ập đến. Vãi lục! Và một con tàu trong đoàn bị mắc cạn và hư hỏng nặng. Bây giờ chỉ còn 2 con tàu và không thể đủ chỗ cho toàn bộ chúng ta. Vậy đô đốc tính sao ạ? Một số thằng sẽ phải ở lại. Tụi mày ở lại mạnh giỏi nhé. Vậy là dưới sự giúp đỡ của thổ dân, họ đã sử dụng những tấm ván của con tàu để dựng thành một cái chòi. Ta đặt tên cho cái chòi này là La Navidad. Vậy là 39 người trong đoàn thám hiểm quyết định ở lại hòn đảo. Còn đô đốc Columbus và những người khác nhổ neo cùng 2 con tàu còn lại và quay về Tây Ban Nha. Columbus mang theo một số sản vật tìm kiếm được tại châu Mỹ về Tây Ban Nha để chứng minh rằng chuyến đi của ông đã thành công. Thưa đô đốc, từ đây về Tây Ban Nha cũng mất ít nhất là 2 tháng, mấy thứ này sẽ bị thối mất. Ừ nhỉ, vậy giờ phải làm sao? Em vừa bắt cóc thêm mấy đứa thổ dân, đây sẽ là bằng chứng sống động nhất. Ý kiến hay. Khi về đến nơi, Columbus trở thành một idol nhờ vào câu chuyện khám phá đầy ly kỳ của ông. Đây là những gì mà thần thu hoạch được tại Ấn Độ. Còn kia là cái gì? Đó là thổ dân bản địa. Không có vàng hay kim cương gì à? Dạ có đấy ạ. Chỉ thế này chứ sao? Nếu nữ hoàng tiếp tục đầu tư thêm cho chuyến đi tiếp theo, thần hứa sẽ mang về nhiều vàng hơn. Trong chuyến thám hiểm lần 2 này, Columbus được cung cấp 17 con tàu và lực lượng bao gồm thủy thủ, quân đội, thợ mộc, thợ đá, thợ kim hoàn, nông dân, linh mục, tổng cộng khoảng 1.500 người. Uầy, cứ như là chúng ta chuẩn bị đem quân đi xâm lược nhỉ. Sau 2 tháng, đoàn thám hiểm đã cập bến một hòn đảo. Ta đặt tên cho hòn đảo này là Dominica. Đảo Dominica là nơi sinh sống của bộ tộc Carib rất hung dữ, vậy nên đoàn thám hiểm nhanh chóng rời đảo. Thưa đô đốc, lịch trình của chúng ta là thế nào đấy ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải quay lại căn chòi La Navidad để đón 39 thằng bị bỏ lại lần trước đã. Ý ngài là căn chòi gỗ bị đốt cháy đen kia ấy ạ? Ừ. What? Căn chòi La Navidad đã bị thiêu rụi và toàn bộ 39 người của Columbus đã bị mất tích. Ai đã làm chuyện này? Bọn tao đó. Lý do? Bọn chúng ăn trộm vàng và tấn công người của bộ tộc tao. Vậy 39 người đó đâu rồi? Bọn tao giết sạch rồi. Vậy là cuộc chiến giữa thổ dân châu Mỹ và người Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. Để tiện cho những kế hoạch lâu dài, Columbus và 1.500 người trong đoàn thám hiểm quyết định chặt gỗ, xây dựng nhà và đồn trại. Từ nay ta sẽ gọi thị trấn này là La Isabela. Hòn đảo Hispaniola trở thành khu vực định cư đầu tiên của người châu Âu tại châu Mỹ. Và Columbus trở thành thống đốc của thị trấn La Isabela. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên kế hoạch để phang bọn thổ dân chứ ạ? Đúng thế. Sau đó, Columbus dẫn quân đến các ngôi làng của thổ dân và tấn công họ.
khả năng chiến đấu và vũ khí thô sơ của thổ dân không thể bì được so với người châu Âu. Đồn trại của họ bị thiêu rụi, nhiều thổ dân bị hành quyết công khai. Sau đó, Columbus bắt đầu tiến hành mở rộng khai thác thuộc địa. Các thổ dân bị ép đi đào vàng. Còn đối với thổ dân trẻ em, theo luật bảo vệ trẻ em thì chúng ta chưa đủ tuổi phải lao động. Yay! Đến thế kỷ 20, luật trẻ em mới được ban hành mà các em. Yay! Bây giờ mới là thế kỷ 15. Cả trẻ em cũng bị cưỡng ép lao động khổ sai trong các mỏ vàng. Có quy định số lượng vàng tối thiểu mà họ phải nộp hàng tháng. Nhưng tháng này tôi không tìm được đủ. Vậy thì tạm biệt tay của mày đi. Và họ sẽ chảy máu đến chết. Nhiều thổ dân vì không chịu được sự áp bức mà phải tự vẫn. Lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm tại thị trấn Isabela dần cạn kiệt. Và Columbus quyết định quay về Tây Ban Nha để lấy thêm. Nhưng chuyến này chúng ta không kiếm được nhiều vàng. Đô đốc lấy gì để cống nạp cho nữ hoàng đấy ạ? Thì thay vàng bằng thứ khác. Thứ gì ạ? Đây. Nữ hoàng chắc chắn sẽ thích. Khoảng 500 thổ dân đã bị đưa lên tàu về Tây Ban Nha để làm nô lệ. Và rất nhiều người đã chết trên đường đi. Tao không thích. Việc trao đổi nô lệ tại Tây Ban Nha bị hoàng gia cấm. Sau đó, Columbus lên đường với 6 con tàu mang theo các nhu yếu phẩm quay về La Isabela. Columbus quyết định tách đoàn ra làm hai. 3 con tàu mang theo nhu yếu phẩm tới La Isabela, còn 3 con tàu còn lại tiếp tục khám phá các vùng đất mới. Columbus đã tới Nam Mỹ và suýt nữa thì chiến nhau với thổ dân Amerindians. Trong khi đó, tại La Isabela, tài nguyên đã bị khai thác gần hết. Cư dân rơi vào cảnh thiếu thốn và họ bắt đầu tổ chức nổi loạn. Có nên quay về La Isabela trong lúc này không nhỉ? Kiểu gì đô đốc cũng vẫn phải quay về. Vì sao? Thức ăn và nước uống trên tàu của chúng ta sắp cạn rồi ạ. Vậy là Columbus nhổ neo quay về La Isabela. Bây giờ ngài tính sao ạ? Giết một vài đứa thị uy cho bọn nó sợ. Nhằm ổn định tình hình, Columbus quyết định hành quyết những người nổi loạn một cách công khai. Và vụ hỗn loạn tại La Isabela đã đến tai hoàng gia Tây Ban Nha. Hoàng gia Tây Ban Nha đã cử Francisco de Bobadilla đến xử lý Columbus và giải quyết tình hình hỗn loạn tại La Isabela. Đến La Isabela điều tra tình hình ở đấy xem thế nào. Vậy là Bobadilla nhổ neo tới La Isabela, tiện thể đưa những thổ dân bị Columbus bắt tới Tây Ban Nha làm nô lệ trước đó về quê hương của họ. Mày bị bắt vì tội ngược đãi cư dân tại đây. Đô đốc đi tù vui vẻ nhé. Vậy là Columbus bị đưa về Tây Ban Nha để xét xử, còn Bobadilla trở thành thống đốc của La Isabela. Tuy nhiên, hoàng gia Tây Ban Nha không đồng tình với cách xử lý của Bobadilla. Ta chỉ bảo đến để điều tra thôi cơ mà. Vậy là Columbus được thả tự do sau vài tuần. Còn em thì sao ạ? Bobadilla bị đá khỏi ghế thống đốc và thay thế bằng một người khác. Hoàng gia muốn mở rộng thuộc địa, vậy nên họ vẫn tiếp tục tài trợ cho Columbus đi khám phá lục địa mới. Nhưng mà nhớ là không được dừng chân tại La Isabela nhé. Và chuyến đi tiếp theo của Columbus khởi hành với 4 con tàu với khoảng 147 người. Họ cập bến quần đảo vùng biển Caribbean sau vài tháng. Lịch trình của chúng ta là thế nào đây thưa đô đốc? Đầu tiên là đến La Isabela trước. Vua đã dặn đô đốc là không được quay lại đó rồi mà. Nhưng chúng ta cần một nơi để trú bão. Tiện thể đổ một con tàu lớn hơn. Vậy là Columbus quyết định quay lại thị trấn La Isabela. Bọn này thù dai thật. Đô đốc yên tâm, cho dù cả hòn đảo này có chống lại đô đốc, thì em vẫn sẽ đứng về phía họ. Vậy là đoàn thám hiểm của Columbus không có nơi trú bão và cũng không đổ được tàu. Mày đang nói chuyện với ai thế hả? Cơn bão đã khiến đoàn tàu của họ bị hư hỏng nặng. Sau đó, đoàn thám hiểm bắt đầu tiến sâu vào bờ biển khu vực Trung Mỹ. Và tại đây, Columbus khám phá ra nền văn minh của người Maya. Đây là quả gì? Đây là quả cacao. Cái này dùng để làm sô-cô-la ấy ạ. Sô-cô-la là cái gì? Columbus tiếp tục di chuyển xuống phía nam tới khu vực Panama và được thổ dân cho biết rằng ở khu vực này có rất nhiều vàng. Tuyệt vời! Bọn em vừa bắt cóc được thằng tộc trưởng của bọn thổ dân. Chúng ta có thể bắt nó đi dẫn đường đi tìm vàng. Ý kiến hay đấy. Tuy nhiên, sau đó tên thổ dân đã trốn thoát và gọi hội quay lại để trả đũa nhóm Columbus. Hội thổ dân đã phá tan một con tàu. Thưa đô đốc, bọn thổ dân đang kéo nhau đến đây đông lắm ạ. Vãi! Và nhóm Columbus phải nhổ neo chuồn. Bây giờ đô đốc tính sao? Đành phải quay lại La Isabela thôi. Nhưng lần trước bọn nó đã đuổi chúng ta rồi mà. Còn lựa chọn nào khác đâu. Tuy nhiên khi đi đến vị trí bờ biển Cuba, một cơn bão lại xuất hiện và thổi giạt họ về phía hòn đảo Jamaica. Cơn bão đã làm 3 con tàu bị hỏng nặng. Kịch bản tiếp theo là gì? Dạ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt tại hòn đảo này khoảng 1 năm. Sau đó, Columbus và đoàn thám hiểm đã sử dụng những gì còn lại của con tàu để dựng thành chỗ trú ẩn. Những cơn bão, cái đói,
choảng nhau với dân bản địa. Đoàn thám hiểm của Columbus đã bị mắc kẹt tại Jamaica trong suốt một năm, cho đến khi được hai con tàu từ Hispaniola đến giải cứu. Chỉ có một điều, ở thế kỷ 15 thì không có internet và điện thoại, họ làm cách nào để biết chúng ta gặp nạn mới đến cứu thế ạ? Mày đi mà hỏi mấy ông nhà sử học. Sau đó Columbus quay về Tây Ban Nha, cuộc thám hiểm chính thức khép lại. Cuộc khám phá cuối cùng của Columbus có thể coi là một thất bại. Ông không tìm được của cải, tàu bị hư hỏng, nhiều người trong đoàn thám hiểm đã bỏ mạng. Nhưng những gì ông đã khám phá được trong lần khám phá cuối cùng đã tạo tiền đề cho cuộc viễn chinh của người châu Âu đến châu Mỹ sau này. Columbus qua đời năm 1506 và vẫn luôn cho rằng lục địa mình khám phá được là Ấn Độ. Vài tháng sau khi Columbus qua đời, một học giả tên là Amerigo đã tuyên bố rằng lục địa mà Columbus khám phá không phải là Ấn Độ. Và từ đó, mọi người đã dùng tên của vị học giả để đặt cho lục địa này: America.